Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vĩ nhân hay là những người lãnh đạo của thế giới và tiếng Hàn. Hôm nay chúng ta đến với một nhân vật đặc biệt. Thứ nhất đó là ông tên là Theodore Roosevelt. Ông sinh năm 1858 hoặc năm 1919. Thì cái vị này thì sinh ra một trong những gia đình giàu. À, rất là giàu. Thì từ nhỏ thì ông đã bị bại liệt, anh chị em, bị bại liệt, rồi sức khỏe yếu ốm. Nhưng mà sau này ông đã cố gắng, đã tôi luyện mình và ông trở thành một tổng thống vị thứ 26 ở Mỹ. Và vị này đã cố gắng như thế nào và có cái quá trình như thế nào, chúng ta sẽ học thử tiếng Hàn nha. Bây giờ các bạn, trước khi chúng ta đến cái phần này, tôi sẽ giải thích ngắn cái câu chuyện và các bạn đọc tiếng Hàn thì chúng ta đọc theo, và chúng ta tôi sẽ dịch sơ và có những cái từ thì nó dễ, cho nên là những cái cụm từ tôi sẽ dịch cho các bạn đọc theo và để chúng ta học luôn tiếng Hàn nha. Cái từ cái từ này là từ tăng lên này là gọi là sự tôi luyện, tôi luyện đó ha. Rồi cái vị này là Theodore Roosevelt. Thì ông có câu nói như thế này: Him tin y đi kế xúc tê tê na nần Seroun hi mang ấy phun ghe thứ ta, nghĩa là có dù có liên tục có những cái việc mà vất vả đi chăng nữa, nhưng đó là một cái hy vọng mới của tôi, một hy vọng mới. Cô thôn số kê số thanh liên ni ra nên cặp chín bồ mùa rễ chặt chặt kỳ tê môn ni ta. Ở trong cái sự khổ đau thì đây là một cái quá trình tôi luyện, và chúng ta sẽ nhận được hay là chúng ta sẽ tìm được châu báu, bộ môn. Cái giá của sự tôi luyện đó là kiếm được châu báu. Rồi chúng ta cùng nhau đọc tiếng Hàn nha các bạn. Rồi đọc tiếng Hàn trước nha. Aju thức biên hàn nare mà chi hế ôn cả chỗ ký hành trà địa mô giấc sở xích thắt hành cao ổn tệ dịp binh cây khư cá nội giấc cổ gia đàn kế cho ế hành hà kế phụ rử bài kéo chất chỉ mắc nê à chinh xin mưu rô chúc khá khăn tà Uri mắc nê cả Yêu hành bần chế Sen y rễ Mặt chi ha tà nì Nở mù na Kịp bơ cù nà Ca chốt cơn Chinh xin mưu rổ Sô nhờ nê Sen y rễ Chúc khá hê Chú ất sở Sa xìl Mô tu số nhân ý yên san ấy nằm kỳ kỳ nâng him tinh cơ đào cố sen cắt hết cơ tình ở đình tệ số a ma bì rễ an nâng tê tà ca chân xích tê mù nè xung suy nâng cất chô chá him tự rơ hết chì. Cứ đề sở ca chốt quá số nhân cha sinh nề kế dân hàn bần chế sen y rỉnh tiên hết tần tạ. Rồi cái đoạn này thì đang nói về một một em bé. Bây giờ gia đình tổ chức sinh nhật mà em bé gọi là em bé mắc nè, gọi là em bé út đó. Được bây giờ được 10 tuổi, mà bây giờ bước vào 10 tuổi rồi. Bây
bây giờ bước qua 10 tuổi rồi, là bây giờ được 11 tuổi thì gia đình tổ chức sinh nhật. Chúng ta sẽ tiếp nha. Cha, y chê chốt vô rưỡi cư cố sô quân rưỡi bì rơ gia chì. Sô nhân nền kê cư ca cây rổ cà sò. Him gất chốt vô rưỡi bù rớt sò. Hà chì mần, kêu tàn hăng kê chốt vô rưỡi him kếp kê. Có chín buồn nhớ chị chẳng tức xin mang hẳn số nhân ấn y nè nụ mù rưỡi cứ sơ giấc sơ hơ y chốt buồn từ đi ô đi mắc nè rưỡi nôn linh cụ nà cha nào à cách chi hẳn bơn tớ vui cha cụ nà. Có nghĩa là em bé này gọi là đến để mà thổi nến, đúng không? Thổi nến và ước nguyện gì, em mong ước gì. Thì em bé đến, đến rồi mọi người nói như thế nào nữa? A bơ chi ca che pan lý vi rô e ma rê cân nét chi man cân nét chi man kể cúc so nhân ấn ô rơ thư thơ từ ra đi cố mà ra sợ cứ ba ra mẹ xuân mi cha là sao hành bạc thắng kỳ chi mới xuất tàn nét chỉ hành trăm xuân mới cố đơn huê à a bờ chi và hâm kế hiếm kiếp kế chất bù rưỡi kỳ su ít sất tàn tạ. 그렇게 생일 파티는 끝이 났다. 아버지는 소년을 데리고 방으로 올라갔어. 우리 막내 촛불을 끄면서 무슨 소원을 빌렸어? Thì sau khi mà tổ chức tiệc xong á, thì ông bố hỏi là lúc nãy con thổi nến này là con có cái ước nguyện gì không? Thì em bé nói như thế nào? 소년은 머뭇거리다가 작은 목소리로 대답했어. 내년 생일에는 저 혼자 힘으로 12개의 촛불을 모두 끌수 있게 해달라고 해. 달라고요. 소녀는 이내 곡괴를 숙인 채 흐느껴 울기 시작했단다. có nghĩa là em bé ước nguyện là gì? Có nghĩa là năm sau này em ước nguyện là năm sau á, sẽ tự động một mình, sẽ tự động một mình là một mình sẽ thổi được nến, thổi được nến, và sau đó em bé cúi đầu, cúi đầu đúng không? 아버지, 제 몸은 왜 이렇게 약하고 불편해요? 혼자 촛불도 못 끄고 매일 기침 때문에 숨도 제대로 쉬지 못하고 아버지는 하염없이 눈물을 흘리는 소년을 꼭 안아주며 말했지. thì đứa con trai nó hỏi nói bố như thế này, bố ơi thì tại sao cái thân thể của con mà yếu như vậy, bất tiện như vậy, một mình mà không thể thổi được nến? Vì lý do là mỗi ngày bị ho nhiều, mỗi ngày mà thậm chí thở thì không đều nữa. Và người bố này đã rơi lệ và ôm con và ông nói như thế này. Nơ가 가진 불편함은 단순히 장애가 아니란다.
어쩌면 하나님께서 주신 선물인 수 있지. 그 선물의 의미를 네가 잘 찾아낸다면, 넌 오히려 장애 때문에 세상 사람들의 주목을 받게 될 거야. 역사의 기적을 남기는 놀라운 삶을 살게 된 수도 있단다. Thì người bố nói như này, thì con sinh ra đời thì không phải một cái bị liệt đơn giản, nhưng mà có thể đó là một món quà của đấng tạo hóa. Nếu mà con tìm kiếm cái món quà, ý nghĩa của món quà đó, thì thay vì con bị dị tật như vậy, thì có thể sẽ nhận được một cái nhìn của những người trên thế gian này. Thậm chí thì sao? Thậm chí sẽ qua đời sống con sẽ thấy được những cái phép lạ. Thì em bé nghe như vậy thì em bé trả lời sao? 소녀는 아버지의 말씀은 가슴에 담았어. 그리고 날마다 그 어려움들을 이겨내고자 다짐하고 노력했지. 소녀는 걷는 운동부터 시작했어. 그리고 나중에는 권투 선수로 활동할 만큼 건강을 회복하게 됐어. 그러는 사이 고통의 난들은 단련의 시간으로 받아들일 수 있었단다. 결국 소녀는 건강해진 수 없었고, 하버드 대학교를 졸업한 후 훌륭한 지도자로 성장했단다. 이 소녀는 바로 미국 제20대 통령이. có nghĩa là cái em bé này, khi mà nghe được cái lời ông cha nói như vậy, em đã để vào trong tấm lòng của mình, và mỗi ngày em thề rằng là em sẽ nỗ lực. Cho nên em đã quyết định đi làm gì, em đã quyết định tập thể dục thể thao, và sau đó em với vừa sức của mình em đã tập luyện võ, và em đã hồi phục được sức khỏe, và em đã tôi luyện được mình qua cái thời gian đó. Thì cuối cùng em bé đó đã được khỏe mạnh, và em đã bước vào và em đã tốt nghiệp trường đại học Harvard của Mỹ, Harvard, và trở thành một cái người lãnh đạo nổi tiếng, và cái người trẻ đó trở thành một người tổng thống Mỹ thứ 26. Nhưng mà chưa hết các bạn, chưa hết, nó có nhiều đó đâu đúng không? Bây giờ mình tiếp nha. Roosevelt 건강에 어려움을 이겨낸 후에도 많은 어려움과 시련이 찾아왔어. 대학생이 되었을 때 가장 믿고 의지했던 아버지가 위암으로 돌아 갔었거든. 누구보다 특별했던 아버지를 잃은 슬픔을 대단히 컸지. 결혼을 한 후에는 사랑하는 어머니와 아내, 그리고 아내의 배 속에 있던 아이까지 모두 같은 날에 이랬단다. 그때 루스벤트는 큰 충격에 빠져서 시골 목장에 들어가 지내기도 했지. thì sự khó khăn không dừng lại ở đó. Sau đó thì sao?
thì ông nói là trong khi thời đại học của Ben thừa này, khi ông học bước vào đại học thì cái người mà ông đã tin nhất và người ông nương dựa nhất đó là bố của mình bị ung thư và qua đời. Rồi sau khi bố vừa qua đời thì một thời gian ông kết hôn với vợ, ông có vợ. Rồi kết hôn với vợ vừa xong thì cái người mẹ yêu dấu của ông cũng như người vợ của ông, thậm chí đứa con mà trong bụng của ông cùng ngày tất cả đều qua đời. Cho đây là một cái điều mà làm cho ông cảm thấy rất là đau đớn, rất là một cái sự rất là đau đớn. Và sau đó ông về quê. Nhưng mà về hết chưa? Chưa hết. Hachiman kunen kutkaji poki hachi anasso. Nhưng mà cuối cùng ông cũng không bỏ cuộc. Kuko chakken kothong tuyenen bản tư si chôn có si cha cha ối kora mít tờ. Cho dù cái việc đau đớn lớn hay là nhỏ nhưng mà chắc chắn sẽ nó sẽ có một điều gì đó tốt. Kunen cô thông nghệ thân rể chi na miền bản tư si hép bít charan han na rể mặt chi han cơ ra mít tất sở cơ mít tâm mưu đồ mà nên ơ đồ mới y kia nền su ít sát sở khi đi hai ở mà chim nè chi tô cha cá tùy ở hàn na ra rế y cơ rơ cái su ít sát tên cơ chỉ mà nên chăng em in từ đế bốc chi hóa ơ đồ ôm mẹ chờ hành quốc minh nè sen hoa rễ ảnh chân xích kéo cao miệng sơ Maria. Nhưng mà cuối cùng mà anh chị em biết là ông biết rằng là sự đau đớn nó sẽ qua, nó sẽ qua, nếu sẽ qua nên sẽ có một ánh sáng đúng không? Thì qua cái nhiều sự đau đớn như vậy, ông đã chiến thắng và ông trở thành một người lãnh đạo của một đất nước. Và ông đã vì ông từ nhỏ ông đã khó khăn như vậy, ông đã một người như vậy, cho nên cuối cùng ông đã thứ nhất là ông đã xây dựng những cái cơ sở phúc lợi rất là nhiều dành cho những người tàn tật. Rồi ông còn giúp đỡ những người dân sống để mà vượt qua những khó khăn, để mà sống như an bình đúng không, an toàn. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ coi thử bây giờ cái câu hỏi như thế này, câu hỏi như thế này nha. Sự tôi luyện của vị này chúng ta học được cái gì? Khi sự tôi luyện của chúng ta, của ông này, ông ban đầu yếu, rất là yếu, nhưng mà cuối cùng ông trở thành một người lãnh đạo, một người lãnh đạo phát huy được cái sức mạnh của mình, một người lãnh đạo gọi là lãnh đạo quá tuyệt vời, rất là nổi tiếng đúng không? Cho nên là con người ai cũng sẽ gặp những khó khăn mà không thể tránh được, mà thường khi gặp bình thường á, nhiều người gặp khó khăn á, thì thường thường là oán trách người khác rồi bỏ cuộc, có nhiều người cũng bỏ cuộc. Nhưng mà nếu mà và có những vì có những lý do như thế này, với do mình bệnh mệt quá cho nên là mình hay oán trách mình dễ tạo nên sarame ma nukubata trái ấy coi nhưng mà mình nếu mà mình bệnh, ví dụ người mình bệnh đây thì mình sẽ biết được cái bệnh đó và mình cũng sẽ dễ biết rõ cái mình cảm thông người khác đúng không, cảm thông người khác và mình có thể giúp đỡ người khác. Rồi trong cái sự khó khăn đó thì mình có thể giúp đỡ những người khác tìm được ánh sáng. Vậy thì bây giờ nếu nếu mà cái sự tôi luyện đó
trong cuộc sống mình như thế nào. Thì trong cuộc sống thì thật sự là nó rất là quan trọng. Nó có những cuộc thi đúng không, có thể là mình bệnh tật, hay là mình thi nó không được tốt, hay là thi rớt, vân vân. Hay là có những người mà lân cận gặp những cái khó khăn lớn, thì nếu mình biết như vậy thì mình sẽ có thể viết cái lá thư để mà giúp đỡ những người khác, đúng không ạ? Thì ví dụ mình viết thư như thế nào: Nanen iron odo merkiko is nen chinku ka ista isso. Có nghĩa là tôi đó, thì cũng có một người bạn có gặp cái trường hợp khó khăn như vậy, thì mình viết thư ra. Mình ví dụ có một người bạn đang bị bệnh tật hay gì đó, hay có vấn đề gì đó, mình viết thư mình nói tình trạng ha. Rồi nanen ne chinku e ke iron iyaki he chuikoya, thì mình sẽ kể kể lại câu chuyện ha. Và nanen chinku wa katten oromomoi tang hamyeon iroke het hagetso. Mà nếu như mà mình gặp cái trường hợp khó khăn giống như bạn thì mình sẽ làm như thế này như thế này. Có nghĩa là mình viết một lá thư an ủi người bạn của mình. Cho nên qua câu chuyện hôm nay thì chúng ta học được một số điều là về sự tôi luyện. Thì vị tổng thống thứ 26 của Mỹ, ông ban đầu thì một người bệnh bại liệt, nhưng mà sau đó ông đã tìm ra được, đó là ông tập thể dục thể thao, và sau đó sức khỏe ông đã được khỏe, và sau khi đi đại học thì tốt nghiệp ra trường. Nhưng mà vừa khi mà kết hôn xong á, thì học đại học á, thì bố qua đời, rồi sau đó kết hôn thì mẹ qua đời, thậm chí vợ cũng như đứa con trong bụng qua đời. Nhưng mà ông quyết định cố gắng, nỗ lực, không ngừng nghỉ, và ông trở thành một người lãnh đạo của nước Mỹ và đem lại sự phúc lợi cho người dân. Rất là tốt. Cho nên ước ao các bạn chúng ta vượt qua những khó khăn để chúng ta trở thành một người mang một cái sứ mệnh gì đó đặc biệt, cho các bạn thành công.